tiến sĩ Chaka, sao dạo này tôi chưa ăn gì hết mà bụng tôi đã no rồi? Chắc tại anh lại nói giỡn với tôi nữa chứ gì. Nếu chưa ăn làm sao mà no được, tôi không dễ bị gạt đâu. Muốn lừa gạt tôi thì ít ra anh cũng phải nói chuyện nghe hợp lý mới được. Dạo này bách luôn no sẵn thì đó tiến sĩ, không phải giỡn đâu. Nếu thật là như vậy thì cũng không có gì phải lo. Tôi sẽ điều chế cho Bách luôn một loại thuốc thật đặc biệt. Chỉ cần pha một viên vô nước lọc là xong. Khi uống hết ly này, đảm bảo anh sẽ đói bụng và thèm ăn liền cho coi. Chỉ cần uống xong một viên là đói bụng đòi ăn liền luôn. Vậy nếu như Bách Lô uống hết cả chai thuốc thì chuyện gì sẽ xảy ra đây ta? Cơ hội đã tới, lần này chúng ta không thể để yên cho Bách Lô được. Nghe chưa hai đứa? Công nhận nha đại ca, anh biết lợi dụng thời cơ thiệt đó. Bây giờ không phải là lúc khen ngợi, ta có nghe chưa? Mau đánh lạc hướng bọn chúng đi. Thần Linh ơi, hình như tôi nghe thấy có tiếng nổ ở ngoài cửa thì phải. Đi thôi, ra ngoài coi thử có chuyện gì. Kế hoạch của mình thành công rồi. Nè chó nà, bọn anh là chuột hay sao? Lúc nào cũng lén lút chui vô mấy góc tối làm hại người khác hết vậy. Còn phải hỏi nữa, nhìn thân hình lùng xịt nhỏ xíu của John là biết rồi, y chang như con chuột vậy đó. Tranh thủ cười cho nhiều đi, để coi một lát nữa các ngươi còn vui vẻ được nữa không. Rồi các ngươi sẽ phải trả giá thật đắt vì dám cười cợt chọc quê ta là chuột. Trong ly nước mà Bách Lu vừa mới uống, ta đã lén lút cho thêm 4 viên thuốc đói bụng vào rồi. Mô Tu, mau bắt hắn ta lại. Hắn đã cho Bách Lu uống thuốc quá liều. Từ giờ anh ấy sẽ ăn mãi mãi không ngừng, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy no hết. Mô Tu, tôi đói bụng quá không chịu nổi nữa. Mau nghĩ cách cứu tôi đi. Ở đây có gì cho tôi ăn đỡ không vậy? Tôi muốn ăn quá. Làm ơn cho tôi ăn đi Mô Tu. Bánh gì mà ngon vậy Bách Lu? Sáng tới giờ tôi cũng chưa có cái gì bỏ vô bụng hết đây nè. Hay là chúng ta mở tiệc đi. Sao có thể nhanh như vậy được chứ? Bách Lu mới ăn xong mà đã mập lên liền rồi kìa. Đúng vậy đó Mô Tu, đây là tác dụng của thuốc này mà. Bách Lu sẽ tăng cân theo lượng thức ăn ăn vào. Đừng cho anh ấy ăn nữa, chờ tôi đi chế thuốc giải rồi kêu gọi hai người qua đây liền nha. Sao hôm nay ấy dữ vậy nè? Nè Mô Tu Bách Lu, chuyện gì vậy? Nhìn anh lạ quá. Tôi khổ quá mà. Anh nhìn tôi có giống sumo chưa? Bây giờ tôi không thể nào ngừng ăn được nữa. Ôi Thần Linh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Sao mập vậy? Kể cho tôi nghe coi. Hả? Cảnh sát trưởng ơi, sếp đã hỏi thì tôi không giấu giếm nữa. Nói thiệt là bây giờ đầu óc tôi sắp điên loạn luôn. Tôi đang bị bệnh, ăn hoài mà không thấy no nê gì hết. Cứ thấy đói bụng liên tục à. Thần Linh ơi, Bách Lu là bạn bè với nhau thì ít ra anh cũng phải chừa cho tôi một cái chứ. Tôi thèm samosa thấy mồ, vậy mà anh nỡ lòng nào tung nguyên mâm lên rồi ăn hết luôn là sao? Không ngờ anh lại ham ăn tới như vậy luôn đó. Hai người hãy mau thôi đi. Hết Mô Tu ngày nào cũng tới đây ăn bánh thiếu, bây giờ tới Bách Lu cũng vậy nữa. Chắc sớm dẹp tiệm với hai người. Thôi ông đừng có than với thở nữa mà. Bây giờ Bách Lu đang bị bệnh đó. Tôi sợ cứ cái đà này chắc anh ấy sẽ nổ tung luôn đó mọi người. Tóm lại tại sao Bách Lu lại thèm ăn như vậy? Tất cả là do Bách Lu uống thuốc quá liều của tiến sĩ Shaka sáng chế ra đó. Vậy thì hơi căng rồi nha. Mô Tu, mau nghĩ cách gì đi. Nhưng mỗi khi đói bụng thì tôi không thể suy nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Anh hiểu tính tôi mà. Nếu giờ có thể ăn vài cái bánh samosa và uống một ly trà nóng hổi bao tử được lấp đầy thì lúc đó não của tôi mới hoạt động bình thường trở lại được. Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đây là nơi tôi buôn bán kiếm tiền dưỡng lão của tôi đó. Không tiền thì mau biết đi cho một cái.
Mô Tu ơi, tôi lại đói bụng nữa rồi. Có đồ ăn gì không cho tôi ăn đi. Giờ tôi còn đồ ăn mới là lạ. Ở nhà anh ăn sạch sẽ không chừa một thứ gì hết á. Trong túi tôi cũng không còn một đồng xu nào. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa bác luôn. Mau nghĩ cách giùm tôi đi. Giờ tôi đói bụng sắp xỉu luôn rồi. Chỉ muốn ăn mà thôi. Ôi thần linh ơi, mau tìm cách chữa căn bệnh này cho Bách Lu đi. Thức ăn, thức ăn. Tôi nói vậy mà hai người không hiểu sao. Đưa tôi cái gì cũng được hết. Chỉ cần không phải thịt người thì tất cả món ăn trên đời này tôi đều có thể ăn được. Làm ơn đi tìm đồ ăn giùm tôi với. Thôi để tôi tự tìm luôn cho rồi. Tôi cá với anh nha, chắc chắn là Bách Lu sẽ xử hết tất cả thức ăn ở trong căn nhà đó đó. Tiếp theo là chưa đầy một phút, Bách Lu sẽ đánh tay đấm bốc văng ra bên ngoài luôn cho coi. Lần này chắc chắn tay đấm bốc sẽ nằm chèm bẹp trên mặt đất. Anh có muốn cá độ với tôi không cảnh sát trưởng? Đừng hòng dụ dỗ tôi, chỉ cần đứng đây quan sát thì có thể biết được kết quả ngay thôi. Ha. Bách Lu, hôm nay ngang quá ha, dám trộm đồ ăn của tôi, phải cho anh một bài học nhớ đời mới được. Rồi, trả ra. Nè, không, không, Bách Lu. Hả? Nhả ra cho tôi chưa? Mau trả đồ ăn lại cho tôi đây. Tại sao ăn hết đồ ăn của nhà tôi hả? Cái tên Bách Lu này hả? Anh mệt quá, sao tôi đánh mà anh không có xi nhê gì hết vậy hả? Bụng của anh giống như làm bằng bông gòn vậy đó Bách Lu. Phải chờ chút đi, để tôi nghỉ ngơi cho có sức hồi phục. Tôi sẽ sử dụng tuyệt chiêu chí mạng khi thi đấu trên võ đài với toàn bộ năng lượng của một tay đấm bốc cho anh nếm mùi lợi hại của tay đấm bốc quốc tế. Thấy chưa, bây giờ Bách Lu không thể tự kiểm soát được nữa rồi. Hay là sếp bao còng tay Bách Lu lại nhốt vào đồn đi cho an toàn sếp. Không thể đem về đồn được. Nếu như nhốt Bách Lu vào đó thì sao tôi có đủ thức ăn để nuôi anh ấy đây? Làm ơn suy nghĩ tới hậu quả trước khi ra ý kiến giùm tôi đi. Cảnh sát trưởng, tôi vừa mới xử lý xong toàn bộ đồ ăn trong nhà của tay đấm bốc rồi. Nhưng mà cơn đói bụng của tôi vẫn chưa thấm tháp vào đâu hết à. Tôi phải đi qua nhà khác xin đồ ăn tiếp đây. Sếp ơi, sao hôm nay nhìn sếp buồn quá vậy? Không có gì. Vậy không lẽ có tên tội phạm nào lại thoát khỏi tay sếp nữa hay sao? Hai người tới đây hỏi thăm sức khỏe hay chọc tức tôi đó. Cấm ồn ào, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ thôi. Nhưng lần đầu tiên em thấy sếp căng thẳng như vậy đó. Không phải, tôi không có gì phải căng thẳng hết. Chỉ là tôi đang khó xử, chưa biết xử lý Bách Lu như thế nào đây. Tại sao anh ta lại không vào nhà tôi trộm thức ăn chứ? Vậy thì tôi mới có lý do chính đáng để nhốt Bách Lu vào tù được. Nên tôi đang phân vân, không biết làm gì buộc tội Bách Lu đây nè. Anh ấy chưa từng phạm pháp, nhưng chim cưng tôi là ai chứ? Rồi Bách Lu cũng sẽ đầu hàng dưới tay của cảnh sát trưởng này. Không biết bây giờ anh ấy đã tấn công tới nhà nào rồi ta. Ôi thần linh ơi. Alo mẹ hả? Nếu như Bách Lu có tới nhà thì mẹ đừng có cho anh ta vào nha mẹ. Là sao? Mô Tu Bách Lu đang ngồi ở trong nhà mình ăn bánh nãy giờ nè. Cậu ấy ăn hết thức ăn dự trữ cho tháng sau của gia đình chúng ta luôn rồi. Cái gì? Thần linh ơi, tôi tiêu rồi. Thôi mà Bách Lu ơi, đừng có ăn nữa. Bác mệt quá rồi cái kìa. Không được, tôi phải ăn thêm 400 cái nữa thì tôi mới no. Nhân danh pháp luật và công lý, xin thệ với tổ quốc thân thương. Ôi thần linh ơi, mẹ của tôi ngất xỉu luôn rồi hả? Sao hai người lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi có làm gì đâu. Hồi nãy Mô Tu kêu tôi đừng có ăn nữa, tôi mới trả lời với anh ấy là tôi phải ăn thêm 400 cái nữa tôi mới no được. Nhưng vừa mới dứt lời xong là bác xỉu luôn. Anh nói bao nhiêu cái hả? Anh phải ăn 400 cái nữa mới no sao? Ôi thần linh ơi. Thần linh ơi, tiến sĩ Chaka bảo tới đây đi. Bách Lu làm náo loạn thị trấn từ sáng tới giờ luôn đó. Tôi đã chế ra được thuốc giải cho Bách Lu rồi nè.
hãy mau cầm lấy cái này tiêm vô người của Bách Lu nhanh đi, chứ anh ấy đói bụng nữa thì chúng ta sẽ không thể nào khống chế cái bụng của anh ấy được đâu. Nhìn kìa, đập nước này bị nứt hết rồi, phải thoát nước chấm nó lại liền đi, nếu không thì cả thị trấn này sẽ bị ngập lụt đó. Tiến sĩ Chaka, tôi đã nghĩ ra cách có thể chặn các khe nứt này lại rồi đó. Thần Linh ơi, Bách Lu đang cố gắng giữ cho đập không bị nứt ra kìa. Mọi người hãy mau đưa lương thực tiếp thêm sức mạnh cho Bách Lu đi chứ. Anh ấy mà bị đói á, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm cho coi. Phải làm sao đây, cơ thể của anh ấy nặng quá không leo lên được. Đã tới lúc chữa bệnh cho Bách Lu rồi đó, không nhờ Bách Lu thì thị trấn này đã phải chìm trong cơn lũ lụt rồi. Thay mặt thị trấn này, tôi xin cảm ơn và hứa sẽ khen thưởng cho anh.